Mỗi lần mà mình đọc chú á mọi người, là y như rằng cái con nó kêu lên à. Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không? Còn cái chỗ thứ hai á là có nguyên cái miếu ở trên rong rêu tùm lum hết trơn không mà. Ngoài đó chỗ nào mày phá cũng được, trừ chỗ cái miếu. Mày đừng tới đó nha mày. Ủa, sao mình không được lại gần cái miếu không? Có chuyện gì ở cái miếu đó không? Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình đã đi ra phía sau chùa để dọn cây cối mọi người, thì mình đã phát hiện ra hai vị trí rất là đáng sợ mọi người. Vị trí đầu tiên, nhìn nó rất giống với lại một cái giếng hoang ngày xưa mọi người. Nhưng sau khi đăng video lên và được mọi người góp ý cho mình, thì mình đã lên mạng để mà tìm hiểu mọi người. Thì thật sự cái nơi đó rất giống với lại cái ngôi mộ của người Hoa ngày xưa mọi người. Vị trí thứ hai, đó chính là một cái ngôi miếu cổ mọi người. Khi mà mình quan sát kỹ vào bên trong cái ngôi miếu, thì cái ngôi miếu này đã bị bỏ hoang, mình nghĩ khá lâu rồi mọi người. Ở trên nóc của ngôi miếu đống rong rêu rất là nhiều mọi người. Cứ mỗi lần mình đi càng gần cái ngôi miếu đó thì gai ốc trên người của mình dựng lên hết luôn mọi người. Vừa mới đây thôi, mình đã đi ra ngoài ngôi mộ đó để thực hiện nghi thức giao tiếp và mình có live stream cho tất cả mọi người xem. Và đây chính là những gì đã diễn ra trong buổi live stream vừa rồi của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đốt đèn lưu ly lên trước nha mọi người. Tự nhiên cái lúc mình nói về cái chuyện mà về trái cây cúng á mọi người, thì đột nhiên mình nghe cái đùng nhé. Để gì mọi người có khó nhìn quá không mọi người? Cái đèn ở trên nó có chói không ta? Mình xem thế nha. Ồ, cái đèn ở trên nó chói mọi người quá. Để mình dời cái đèn nó lại đây đi. Dời cái đèn nó lại đây ha mọi người ha. Như vậy thì mọi người xem dễ hơn rồi đúng không? Thì mình để cái máy ra xa thêm một chút nữa nha. Đây rồi. Ok mọi người. Do có một mình đó mọi người, nên là mình hơi bị chậm chạp trong những cái lúc mà chuẩn bị cho nghi thức á. Mọi người thông cảm cho mình nha. Mình ngồi né né qua một bên về để cho mọi người dễ nhìn nha mọi người nha. À, mọi người có thắc mắc là ngày hôm nay mình ra đây để làm gì không mọi người? Trước tiên á là mọi người cũng thấy á, cái linh hồn lần trước ở bên trong cái buổi live, ở bên trong cái video của mình, linh hồn nó có gọi tên của mình mọi người. Và mình cũng có lưu ý với tất cả mọi người á là khi mà mọi người đi tới những cái nơi hoang vắng, chẳng hạn như là nghĩa địa và nhà hoang á mọi người xác định được là không có ai đi cùng với mọi người hết, thì khi mà nghe người ta kêu tên mình đó mọi người, thì tuyệt đối mọi người đừng có trả lời lại nha. Vì mình đã từng nghe và cũng như là
đã từng được kể lại về những cái trường hợp á, là khi bị người ta gọi tên mình vào ban đêm á, mà xác định là không có ai á, tự nhiên lên tiếng trả lời lại và bị đem đi giấu mọi người. À, đó, cho nên là mình thấy cái linh hồn vừa rồi á, là có thể nói chuyện được, có thể nói chuyện được mọi người, cho nên á là mình sẽ đi ra đây để thực hiện giao tiếp cùng với lại linh hồn đó mọi người. À, ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên nha mọi người nha. Mình bắt đầu phần nghi thức nha mọi người. Mình ngồi hơi xéo xéo một chút để mọi người dễ nhìn đó mọi người. À, giật mình mọi người. Mọi người nhìn cái đèn lưu ly kìa. Mình vừa mới thắp hương lên để mà kích hoạt cho nghi thức mọi người, thì đột nhiên có tiếng của mấy cái con lưỡng cư nó kêu á mọi người. Khi mình vừa làm phép đèn lưu ly xong, mọi người nhìn cái màu đèn lưu ly kìa. Mình vừa làm phép đèn lưu ly xong thì tự nhiên nó im ru hết. Chẳng thà là ban đầu nó kêu từ ban đầu luôn mọi người. À, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở con mắt âm dương nha. Mình hoàn toàn không nhìn thấy gì bằng con mắt âm dương hết nha mọi người, nhưng mà đèn lưu ly kìa. Lần trước khi tôi đi ra đi thì có một linh hồn đã nói chuyện với tôi, thì không biết là linh hồn đó có ở đây không ạ? Xin hãy cho tôi biết tín hiệu là có linh hồn ở đây ạ. Mình không nghe linh hồn nào nói gì hết trơn nha mọi người nha. Tôi xin chào các linh hồn ở đây. Nếu hiện tại ở khu vực này có linh hồn nào đó đang hiện hữu, thì xin các ngài hãy trả lời cho tôi biết là hiện tại có vong linh nào ở đây hay không ạ?
Không có mọi người. Ủa? Sao cái đèn lưu ly tắt rồi ta? Bộ người ta đi hả? Sao cái đèn lưu ly mất tiêu rồi mọi người? Các linh hồn không trả lời tôi cũng được. Nếu như các linh hồn có mặt ở đây, xin hãy báo hiệu cho tôi biết thông qua ngọn đèn lưu ly trước mặt tôi đi. Mất tiêu nữa mọi người. Vậy là có linh hồn ở đây, nhưng người ta không có nói chuyện với mình mọi người. Mình cũng có đề phòng về cái chuyện này cho nên. Mình có chuẩn bị ở đây. Một cái đồng xu giao tiếp mọi người. Mình có đề phòng về chuyện này mọi người cho nên á, mình có chuẩn bị ở đây. Đồng xu giao tiếp. Ở bên trên đồng xu này á thì có hai mặt mọi người. Một mặt có. Đây mọi người xem nha, một mặt có. Và một mặt là không. Đó, mọi người thấy không? Một mặt có và một mặt là không mọi người. Mình đã đề phòng về cái chuyện á là có những vong linh không nói chuyện với mình. Cho nên mình đã chuẩn bị cái đồng xu này mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt đồng xu này xuống đây nha. Y gàng như ai bay trên ngọn cây vậy mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt đồng xu này xuống đây nha mọi người nha. Nhưng mà để đây luôn hả ta? Mất công lắm. Mất công lỡ có khán giả nói là có cái gì ở dưới đó mọi người. Cho nên là đề phòng về cái chuyện này là mình sẽ dọn dẹp luôn cái khu vực này nha. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp luôn cái khu vực này nha. Cái đèn lưu ly đột nhiên nó mất tín hiệu luôn rồi mọi người. Mình sẽ dọn dẹp luôn cái này. Để cái nền gạch không vậy thôi. Mình phủi phủi ra bớt cái nhà mọi người nha. Đó. Rồi mình sẽ để cái đồng xu ở đây. Rồi mình xếp cái này lại cái nha. Rồi mình sẽ xếp cái này lại cái nha mọi người nha. Sẽ treo cái đèn lên đây. Treo đèn lên đây cho mọi người dễ nhìn. Ok. Bây giờ mình sẽ dời cái camera lại gần nha mọi người nha. Để mọi người có thể thấy được là mình giao tiếp cho nó rõ nha mọi người nha. Đây mọi người. Đó. Mình sẽ giờ lại gần ha. Đây mọi người xem cái đồng xu nè. Để mình ngồi xuống cái mọi người. Đây mọi người. Mọi người xem kỹ về cái đồng xu này lúc nãy chứ có lẽ mọi người xem chưa kịp. Đồng xu này là mình đã lấy ở trên thầy á mọi người. Thì đồng xu này là có một mặt có nè mọi người và một mặt là không. Đó, dùng để mình có thể giao tiếp với lại vong linh mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái đồng xu này xuống đây nha mọi người nha.
Và bây giờ mình sẽ đọc một cái câu chú. Đó, mình sẽ đọc một cái câu chú để mà có thể mình sẽ đặt một cái câu chú để mà có thể hoàn thành cho cái nghi thức này nha mọi người. Mỗi lần mà mình đọc chú á mọi người, là y như rằng cái con nó kêu lên à. Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không? Ôi. Có mọi người. Nếu như có linh hồn ở đây, linh hồn có thể giao tiếp với tôi bằng giọng nói có được hay không? Vì tôi có một số điều muốn trò chuyện và cũng như là giao tiếp cùng với linh hồn. Linh hồn có đồng ý không? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Sao lại không ta? Có vẻ như là linh hồn này á mọi người, muốn giao tiếp bằng nghi thức hơn là giao tiếp bằng giọng nói mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hỏi linh hồn này có muốn cầu cơ hay không nha. Bây giờ tôi sẽ mang bàn cầu cơ ra đây để mà có thể giao tiếp cùng với linh hồn. Nếu như linh hồn ngại giao tiếp với tôi bằng giọng nói, thì tôi sẽ mang bàn cầu cơ ra đây. Linh hồn đồng ý chứ? Không mọi người. Giờ phải sao ta? Ê, mày đi vô đây, tao nói nghe nè. Ủa? Ông Lũ hả ông Lũ? Ui, sao? Sao camera bị... Ủa? Ui, camera bị gì luôn. Ông Lũ ơi, ông đợi con chút nha ông Lũ ơi. Đi vô đây, nhanh lên mày. Dạ. Ủa? Alo? Cái gì vậy ta? Sao cái màn hình... Alo? Mọi người còn nghe mình nói chuyện không mọi người? Ui, trong mắt tín hiệu luôn rồi. Con vô liền ông Lũ ơi. Và đó chính là tất cả những gì đã diễn ra trong buổi live stream vừa rồi của mình. Khi mà mọi người xem được video này, có lẽ là mọi người đều đã xem được buổi live stream đó của mình rồi mọi người. Trong lúc mình đang thực hiện giao tiếp cùng với lại linh hồn đó, thì cái camera live stream của mình nó đã xảy ra vấn đề mọi người. Mình không biết tại sao màn hình của nó bị sọc, bị nhiễu rất là nhiều mọi người. Và sau đó tiếng của ông Lũ vang lên. Mình đã đi vào bên trong đây để thực hiện giao tiếp cùng với ông Lũ mọi người. Và đây chính là buổi giao tiếp của mình và ông Lũ mọi người. Dạ con chào ông ạ. Ông kêu con vô đây có chuyện gì không ông? Nay sao mày đi ra ngoài đó nữa mày? Dạ con kể cho ông nghe. Con vừa mới dọn cây cối ngoài sau không? Con phát hiện được hai chỗ ghê lắm không ạ. Chỗ đầu tiên là cái chỗ lúc nãy ông nhìn thấy con á, là có cái mộ đó. Còn cái chỗ thứ hai á là có nguyên cái miếu ở trên rong rêu tùm lum hết trơn ông mà. Ngoài đó chỗ nào mày phá cũng được, trừ chỗ cái miếu mày đừng tới đó nha mày. Ủa
Sao mình không được lại gần cái miếu không? Có chuyện gì ở cái miếu đó không? Tao kể cho mày nghe. Hồi đó cái miếu đó là thờ thần. Mà thằng bỏ đi lâu lắm rồi. Nên bây giờ trong đó còn là cái thứ gì đâu không à. Mày muốn không có chuyện thì đừng tới đó. Vậy miếu mà thờ thần, mà nếu thần đi thì có những cái này cái kia đi vô nữa không? Chứ sao mày? Uầy, ghê dữ ta. Ủa, thí dụ như có chuyện vậy không thì sao lúc nãy không nói với con luôn? Con đang làm ngoài đó mà. Ngoài đó tối quá, tao sợ mày. Cái gì? Ủa mà ông ơi, ông cho con hỏi cái là ở bên dưới cái ngôi mộ mà con đang làm nghi thức không, thì có cái gì ở dưới đó vậy? Không tự tìm hiểu đi mày, cái gì cũng hỏi, biết chừng nào không được. Dạ. Uầy, hồi nãy ông đi ra đó ông nhìn thấy con, ông có thấy con thực hiện cái nghi thức giao tiếp bằng đồng xu không? Những cái linh hồn đó lặt đồng xu gì nè ông nè. Ông có biết lặt đồng xu không? Không, tao nuốt đồng xu luôn, chứ lặt đồng xu là bình thường. Thôi tao đi vô à. Dạ, con bye bye không nha. Con chào ông mà. Nó nói chứ bữa nào biểu diễn nuốt đồng xu cho con coi nha ông. Thiệt tình luôn. Đang làm ngoài đó mà ta. Mọi người cũng đã nghe ông Lũ nói rồi đó mọi người. Mình có thể tìm hiểu bất cứ cái nơi nào ở phía sau chùa, nhưng mà trừ cái ngôi miếu đó ra mọi người. Mình có hỏi ông Lũ là lý do tại sao mình lại phải tránh cái ngôi miếu đó mọi người. Thì ông Lũ có giải thích cho mình rằng á, ngày xưa cái ngôi miếu đó là thờ thần mọi người, nhưng mà thần đã đi rồi. Đó, bây giờ là toàn những thứ không sạch sẽ trú ngụ bên trong cái ngôi miếu đó mọi người. Ông Lũ nói nếu như mà mình không muốn gặp rắc rối á, thì đừng có tiếp cận cái ngôi miếu đó mọi người. Khi mình hỏi ông Lũ về chuyện của ngôi mộ mọi người, mình có hỏi ông ấy là thứ gì đang ở bên dưới cái ngôi mộ này, thì ông Lũ có nói với mình đó mọi người là hãy tự tìm hiểu đi. Mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chuyện này mọi người. Vì những cái phương thức giao tiếp thông thường không thể nào giao tiếp được với những linh hồn ở chỗ đó mọi người. Thì mình cần phải nghĩ một cái biện pháp khác mọi người ạ. Có gì mình sẽ thông báo với tất cả mọi người sau. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người hãy nhớ like cái video này cũng như là để lại bình luận cho mình để có thể tiếp thêm động lực cho mình trong những chặng đường tâm linh tiếp theo nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.